Mình chào các cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh vlog Zero GP Cuộc Sống Nhật Bản. Mình hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Đến với Nhật Bản đã hơn một năm, cũng trải qua đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Và có lẽ mùa xuân chỉ là mùa đẹp nhất. Cứ tới thời điểm này, khắp nơi trên đất nước Nhật Bản đều có hoa anh đào nở ở các ven sông, công viên, các bờ kênh và ngay cả trong khu vườn nhà, khu biệt thự của người dân Nhật Bản. Và đối với họ thì hoa anh đào không chỉ biểu tượng cho vẻ đẹp thanh cao mà còn là nỗi buồn về sự ngắn ngủi, phù du và tính khiêm nhường, nhẫn nhịn. Hơn nữa, Sakura chính là biểu tượng cho sự sống và cái chết. Bởi vì Nhật Bản có câu A flower is a cherry blossom, a person is a samurai. Nếu là hoa, xin làm hoa anh đào. Nếu là người, xin làm một võ sĩ đào. Thì hôm nay Nhật Bản là một ngày đẹp trời, cũng đúng vào dịp hoa anh đào nở rất là đẹp, cho nên là mình tranh thủ ngày nghỉ dậy sớm để chuẩn bị đi xem hoa anh đào nó nở ở cái công viên gần nhà của mình. Mọi người hãy theo dõi hết video để cùng mình đi chiêm ngưỡng hoa anh đào nở nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sakura hira hira mai orite ochite yureru omoi no take o dakishimeta.
揺れる想いの竹を抱きしめた遠き春に夢見しあの日々は空に消えてゆくよ